chưa anh? Biết. Đi chưa? Thầy Samsung này mình quay quay ở dạng cao còn nó không hỗ trợ. Đi chưa? Đi chưa? Ui ui chà 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 chìa bung à? Ừ chìa bung à,
Hiện tại thì em Trọng đang giúp ông lấy củi về nhá. Anh Hiệp thì đang ở phía sau cùng ông đi sau ấy. Đường hẹp quá các bạn ạ. Mỗi lần đi qua những vách mà sườn đồ đồn núi mà nó có đá phải đi chậm lại, sợ nó quẹt vào vách đá ngã mất. Đường này mà đi là đi cả cụm ấy. Bây giờ còn đợi anh Hiệp nữa thôi. Anh Hiệp với cụ đang ở phía sau. Rồi, cụ không nói tiếng Kinh, bọn em giao tiếp khó quá. Cái này để em sẽ giúp vào. À, đây củi ngắn ngắn rồi mà chắc đi được á. Đường này mê mê quá. Em đi hơi khó. Đây, cái này để em cầm cho. Cái này để phun thuốc mình đi chuẩn bị trồng cỏ, trồng ngô tiếp đúng không? Chắc là chị ngồi xe lên cùng em của em đi cho nó nhanh. Anh đi trước đi, đi được mà chị ơi, đi được mà. Không sợ mà, em lái được mà. Đường này em... Hả?